Let's go. Bob, sao sao rồi đi. Nam hôm đi. Sau này tôi sẽ làm một thám tử. Vậy tôi sẽ làm một cảnh sát. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt tội phạm. Đi. Tôi tiếp nhận đơn trình báo. Để tôi qua. Các băng nhóm tranh giành địa bàn gây ra các cuộc hỗn chiến, dẫn đến rất mất trật tự. Thằng nào cản đường tao đều phải nằm xuống. Các con dòi đây rồi. Để xem. Lớn rồi mà hư. Giải tán. Từ giờ cấm tụ tập. Tuyệt đối không được gây mất trật tự. Nghe thấy gì chưa? Thằng khốn này. Hai thằng này sao? Có điếc không? Em nghe rõ. Bắt tay nhau. Thơm má. Chụp kiểu ảnh kỷ niệm nào. Cười. Giải tán. Đại ca, thằng nào cho điên nó ra tù rồi. Tao mới đi có mấy bữa mà chúng bay cướp hết địa bàn của tao à? Mày hết thời rồi. Lướt trước khi tao ngứa mắt. Vậy để tao gãi mắt cho mày. Lão già lại tôi nói thầm phát. Có đánh nhau. Dừng tay, yêu cầu tất cả lên phường. Thằng nào giỏi vào nốt dây. Thám tử Sơn Long Huy, cẩn thận. Để tao cho mình. Lên phường. Đi. Mất thời gian. Không được, kế hoạch như vậy rất nguy hiểm. Khi chọn bước đi trên con đường này là chúng ta đã chọn làm bạn với nguy hiểm rồi. Hành động. Khách đến. Đây là số tiền ông yêu cầu. Mau thả người. Trời. Đủ, sếp. Bỗng dưng tôi lại muốn đổi ý. Sếp đã sẵn sàng. Thôi, để tôi cho cô theo nói luôn. Vậy vậy gì thế ông già? Ngứa nách à? Còn khốn. Khử con tin. Rõ sếp. Tiên vòng. Giơ tay lên. Sếp, con tin đã được cứu. Nằm mòn đi. Là ai? Đi. Sao Lốc Huy, anh sao vậy? Cô thấy hắn ta chứ? Ai cơ? Cô không thấy sao? Có chuyện gì vậy? Mau đi thôi. Có lẽ dạo gần đây anh làm việc quá sức. Nghỉ ngơi đi. Chính là hắn. Sao Lốc Huy, anh không sao chứ? Mau bắt đây anh. Thank you.
Giật cả mình. Không sao. Ngon nghẻ ngon nghẻ. Sê Lộc Huy, hắn là thám tử nổi tiếng lắm. Hắn sẽ sớm tìm được chúng ta. Sợ chó gì? Về địa bàn đi. Hắn có tìm được cướp. Anh ơi. Lắm tiền phết. Cho tớ xin lại cái ví. Đấy, tao đã nói rồi, trả ví đi. Mạnh mẽ lên. Kể cả là móc túi hay là thằng móc túi có tâm. Cậu bạn này cứng đầu phết nhỉ. Tao không trả đấy, mày định làm gì? Tớ sẽ bẻ răng cậu. Tiện tặng cậu cái bát húp cháo cho dễ. Mạnh mồm đấy. Nhưng mày quên mất một điều. Sao? Đây là địa bàn của tao. Giỏi ở yên đấy. Nó kìa. Thằng bắt con này. Ý bạn thờ như nào? Ăn cháo tập thể nào. Buồn quá. Ui, gơm hồi quá. Lần sau ra bờ ra bụi mà đi, đỡ ảnh hưởng đến người khác. Nhẹ cả người. Ô, thế quái nào? Không, không thể như thế được. Có việc gì gọi tôi gấp thế? Mau giúp tôi ra ngoài. Thử cách này. Ô, mau gọi cảnh sát. Sao lại kín lạ như vậy được? Để tôi thử. Chỉ còn một cách duy nhất. Sự việc là vậy. Mau giúp tôi ra khỏi đây. Có lẽ nơi đây muốn dạy anh một bài học. Anh biết phải làm gì rồi chứ? Tôi xin lỗi. Kìa con bướm vàng khè. Từng là một thiếu gia giàu có, cả gia tộc bị dính lời nguyền đến khuynh gia bại sản. Lời nguyền? Phải, một linh hồn báo oán. 70% tài sản đều được dùng để làm lễ. Thầy rất linh. Rất nhiều hiện tượng lạ đều không giải thích được. Nhà tôi không có gì ngoài tiền. Dạo gần đây tôi hay bị lạnh gái. Không ổn rồi, là vong nữ. Nó đang ở đây, nguy rồi. Thầy ơi, gia đình con đã giải được nghiệp rồi, đợi ơn thầy. Con mau về, chuẩn bị tiền làm lễ đi. Nó đâu rồi? Tạo khói thế đủ rồi. Đồng đội diễn tốt đấy. Đi. Vong mà cũng giật mình nhỉ. Quấn vẹo kìa. Tao không còn tiền nữa. Tao cũng không nhìn đều chúng mày. Hãy để tao yên. Hôm nay tao sẽ để cho mày yên. Nhưng mà là yên nghỉ. Tao liều với chúng mày. Cậu nhất định sẽ hối hận về quyết định này. Ông là ai? Đây là việc riêng của tôi. Đúng. Nhưng hậu quả về hành động này là người mẹ già hàng ngày lam lũ kiếm từng đồng để nuôi cậu phải chịu đấy. Tuổi trẻ bồng bột, nhưng đừng dại dột. Còn ba ông tõi này, đừng nghĩ hành vi sẽ được bao che. Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của các cậu, yên tâm, tôi sẽ lo cho cháu. Không còn cơ hội bao che được nữa đâu. Giờ thì theo tôi lên phòng hiệu trưởng nào. Cho nó biết luôn. Ú. Nhóm có mấy thằng? Tang vật giấu ở đâu? Dạ em đấy, tôi lấy. Anh chỉ cần đầy đủ giấy tờ chứ. Hồ sơ pháp lý đầy đủ, anh cứ yên tâm. Thú thật, gia đình đang cần tiền gấp nên mới bán. Giờ qua salon, tôi ký giấy tờ rồi thanh toán luôn. Ok, cũng muộn rồi. Giao dịch xong tôi mời anh một bữa. Còn vụ công chứng, để sáng mai. Ok. Sếp, sao vội thế? Nhỡ đâu... Hai vợ chồng đứng bán, hồ sơ pháp lý đầy đủ, giá lại còn hời. Cậu kia nói đúng đấy. Sao xem là việc của tôi? Kinh nghiệm nhiều nhưng đừng chủ quan. Đội trưởng, tranh giúp tôi pháp lý chiếc xe. Chiếc xe này đang vướng một án dân sự, tòa đã xử nhưng chưa trả phí, nên trước mắt sẽ không sang tên được. Mày quá xin nữa thì cảm ơn cậu. Ờ, thằng kia đâu rồi? Ice. Thank you.
xin hãy giúp, có người theo dõi tôi. Ý chị là bọn chúng chắc chắn có ý đồ xấu. Chị cứ bình tĩnh, biết đâu là hiểu nhầm. Chị ấy nói đúng đấy. Trang phục, hồ sơ tài liệu, chị làm công việc văn phòng. Đây là giờ hành chính mà nước hoa thơm phức đi bộ ra ngoài. Nhẫn cưới vừa mới tháo, chị muốn che giấu rằng mình đã kết hôn. Ngọn tóc còn ướt, chị vừa tắm rửa trong nhà nghỉ hoặc một khách sạn nào đó. Không cần tìm hiểu, những người lạ mặt kia là do chồng chị thuê để theo dõi. Khi anh ta bắt đầu nghi ngờ, áo chị còn đang cài lệch cúc kìa. Đâu? Cái chuẩn mà. Có tật thì giật mình. Phải không, người phụ nữ ngoại tình? Nếu bạn sinh ra, cha mẹ không giàu có, tiền tài không đầy thân, may mắn không đầy vận, thì cách duy nhất để bạn có thành công là cược mạnh. Cược toàn bộ nhiệt huyết, toàn bộ máu lửa, toàn bộ nỗ lực, toàn bộ mồ hôi nước mắt và chân thành phấn đấu để truy tìm giàu sang. Cược không phải là đi đâm đầu vào những trò may rủi, mà là lớn mạnh bản thân, kiên cường bản lĩnh, thêm tài giỏi, thêm tầm nhìn, thêm trình độ để thêm vốn vào cược mệnh của mình. Đó là lúc người khác chơi, bạn đang chăm chỉ. Người khác làm, bạn đang làm nhiều hơn. Người khác ngủ, bạn đang thao thức. Người khác hưởng, bạn tiết kiệm từng xu. Hãy nhớ, cứ kiên cường mà tiến, định hồn mà chiến. Hãy đừng quên, bạn muốn là ai, muốn đứng ở đâu, hay đã, đang và sẽ gồng gánh những trách nhiệm gì. Yếu đuối rồi giải quyết được vấn đề gì đây? Tâm cường, nhân sẽ cường. Đôi khi chính là giải pháp tốt nhất, lựa chọn duy nhất mà thôi. Ba, hai, một, giết.